Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, suốt một tuần vừa rồi, sáng nào tôi cũng đến dâng lễ tại một nhà gọi là nhà vãng lai của một giáo phận ngoài miền Bắc. Ở đó có một số chủng sinh trọ học, ở đó có một số tu sinh trọ học và rất nhiều các sinh viên trọ học. Tôi dâng lễ được 4-5 ngày thì vào một buổi sáng sau thánh lễ, có một anh sinh viên ra gặp tôi và nói: Thưa cha thử đoán chừng xem là con năm nay con bao nhiêu tuổi. Tôi nhìn mặt anh ấy và tôi nói là: Cha nghĩ con chừng 25 tuổi. Anh ấy bảo là: Cha đoán sai rồi, con mới chỉ có 20 tuổi thôi, nhưng con già trước tuổi. Tôi nhìn lên mái đầu của anh ấy thì cũng đã lấm tấm tóc bạc. Tôi hỏi: Tại sao vậy? Mà con muốn gặp cha để làm gì? Anh nói: Thưa cha, con muốn nói chuyện về tương lai cuộc đời của con. Con muốn cha cho con ý kiến. Trong những ngày cha dâng lễ ở đây, cha đã chia sẻ và con cảm thấy rằng con cần có một người để con chia sẻ. Nhưng bây giờ đang trong mùa thi nên con chưa có thể nói chuyện được. Ít bữa nữa thi xong, con xin gặp cha. Thưa quý ông bà và anh chị em, rất nhiều người trẻ, rất nhiều người đứng trước những chọn lựa của cuộc đời của mình, phân vân, lúng túng, băn khoăn và có khi làm chúng ta bạc cả đầu, già trước tuổi như vậy. Đấy là những người có lý tưởng, những người nhiệt tình, nhiệt thành với cuộc đời này và những người muốn vươn lên để sống cho có ý nghĩa cuộc đời của mình. Chúng ta thấy ở trong các bài đọc lời Chúa hôm nay xuất hiện 5 loại người mà đi tìm, chúng ta có thể nói là tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo, trước tiên đó là ông Elisa, một người đi theo ông Elia để làm học trò của ông ấy. Và chúng ta thấy bài đọc sách Các Vua kể,
có 12 cặp bò đang đi cày ruộng. Và ông ta khi mà được mời gọi để lên đường làm ngôn sứ tiếp nối sứ mạng của Elia, thì ông ấy đã về gia đình giết bò và lấy cày làm củi để nấu thịt bò, ăn một bữa từ biệt gia đình, rồi nhận lấy cái áo khoác của ông Elia mà lên đường. Nhận lấy cái áo khoác, giết bò, lấy cày làm củi để nấu thịt bò ăn là cả một chọn lựa ghê gớm lắm. Chúng ta nghe trình thuật như vậy, chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà đó là phải từ bỏ cả một cái sự nghiệp, phải nói như vậy, từ bỏ cả một sự nghiệp, từ bỏ cái con đường mình đang đi và thấy rằng một con đường mới, một lời mời gọi mới, nó là cái gì cao hơn, đẹp hơn, nó là cái gì đó có thể làm cho mình có một cái ý nghĩa cuộc đời nhiều hơn, sống có lý tưởng nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, quảng đại nhiều hơn. Và nhận lấy cái áo choàng của ông Elia có nghĩa là nhận lấy cái sứ vụ đó, sứ vụ làm ngôn sứ. Mà chúng ta biết là ông ngôn sứ Elia này là một ông ngôn sứ đã bị từ chối, ông bị bách hại ghê gớm lắm, mặc dù là một ngôn sứ vĩ đại. Muốn đi làm ngôn sứ là phải như vậy. Hay chúng ta có thể nói muốn tầm sư học đạo cho đến nơi đến chốn, cho đàng hoàng tử tế, cho đời của mình nó có nghĩa, thì cũng phải chấp nhận như vậy. Từ bỏ một cái gì đó rất là gắn bó, có thể nói là máu thịt với mình, là sự nghiệp, là gia tài của mình, để đón nhận một cái gì đó nó rất là bấp bênh mong manh như một chiếc áo choàng vậy thôi. Nhưng mà nó là sứ mạng, là cao thượng. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta cũng thấy được những người môn đệ muốn đi theo Chúa như vậy. Có người thì hăng hái nhiệt thành lắm, có thể đây là một người gọi, chúng ta gọi là fan hâm mộ của Chúa Giêsu, nghe Chúa Giêsu giảng và làm nhiều điều ngoạn mục quá, cho nên anh ta rất hăng và nói: "Thầy đi đâu con xin đi theo thầy bất kỳ nơi nào." Chắc chắn đây là một người trẻ mới nhiệt thành như vậy. Một người trẻ mới có những lúc mà chúng ta có thể nói là bốc đồng như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ cho anh thấy rằng theo Chúa không phải là một lúc hăng nồng lửa rơm như vậy, mà là một sự chọn lựa và chấp nhận một cái gì đó nó bấp bênh và phiêu lưu. Con chim có tổ, con chồn có hang, con người không có chỗ tựa đầu. Một người khác nữa thì chúng ta thấy là không phải là tự anh ta xin Chúa, mà Chúa thấy ở nơi con người này có thể thích hợp với một lý tưởng theo Chúa Giêsu, cho nên Chúa nói: "Anh hãy theo tôi." Và chúng ta thấy anh ấy đã đề nghị: "Thưa thầy, cho tôi về để chôn cha tôi trước đã." Hiếu thảo lắm, một thanh niên tốt lành, hiếu thảo. Và câu trả lời của Chúa Giêsu chúng ta thấy có vẻ như là gay gắt quá. Nếu bây giờ mà mình mà đi tầm sư học đạo gặp ông thầy như vậy, chắc là mình sẽ lắc đầu nói: "Thầy gì đâu mà khó bà cố vậy, sao theo được." Rất nhiều người chúng ta sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng mà trong cái bối cảnh của người Do Thái thì chúng ta thấy cái câu nói của anh thanh niên này không phải là ba anh đang chết nằm ở nhà đâu, mà là một người hiếu thảo muốn rằng mình sẽ có một thời gian để mình phụng dưỡng cha già ở nhà, cho đến khi nào cha già qua đời mình chôn cất theo chữ hiếu, cho mồ yên mã đẹp, lúc đó mình sẽ đến theo Chúa. Cái đó cũng là một lý do rất tốt lành. Nhưng mà Chúa cho thấy rằng là nếu người ta chọn lựa một cái gì đó cao thượng, nhiều khi người ta phải dứt khoát với một cái gì đó cũng là tốt lành. Nếu không người ta cứ rùi rắn thì có thể nó sẽ dẫn đến mình sẽ làm hỏng mất một cái lý tưởng cao đẹp. Cái người sau cùng là cái người mà nói để về từ giã gia đình thì cũng trong cái ý nghĩa đó thôi. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta thấy những người theo Chúa, có người thì hăng hái, có người thì chần chừ, có người thì muốn theo mà có người thì Chúa gọi, có người thì sẵn sàng, có người thì chưa sẵn sàng, vân vân. Tất cả đều cần đến một ông thầy như Chúa Giêsu hướng dẫn. Và Chúa Giêsu đã đón nhận, và người điều chỉnh, người uốn nắn, người khơi lên những khả năng của họ, và người làm cho họ thấy cần phải làm cái gì lúc này. Và ngay cả khi theo Chúa rồi, chúng ta thấy cũng vậy.
hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an là những người đã theo Chúa Giê-xu rồi, và chúng ta thấy họ vẫn cần phải được uống nắn sửa đổi. Họ là những người trẻ rất hăng hái, và chúng ta thấy khi mà những người Samari không tiếp đón Chúa Giê-xu thì họ đã nói với thầy: thầy để chúng con, thầy để tụi con, đám này nó không có biết lễ độ là cái gì, để tụi con sai lửa từ trời xuống thiêu đốt chúng nó đi. Và chúng ta thấy là hăng hái và có vẻ là ngon lành lắm, lấy uy danh của thầy để mà xử đám này. Mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu quở mắng các ông, và Chúa Giê-xu phải tiếp tục để mà sửa bảo, dạy dỗ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ, chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta ngồi đây, chúng ta là môn đệ của Chúa rồi, chúng ta là Kitô hữu của Chúa rồi, chúng ta vẫn có những chọn lựa mỗi ngày. Và theo Chúa dù đến bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần được Chúa dạy dỗ mỗi ngày như vậy. Như lúc đầu lễ tôi đã nói, chúng ta cần đến với Chúa, cần nghe lời Chúa, đến với hội thánh, cần nghe giảng dạy, cần học hỏi để chúng ta điều chỉnh. Xã hội bây giờ, người ta nói là một xã hội nhiều khi nó mất hướng, nó mất phương hướng, nhất là những người trẻ. Mùa này là đang là mùa thi đại học nè, và có nhiều những em học sinh khi mà học lớp 12 rồi, không biết là cái tương lai của mình sẽ đi đâu, không biết chọn trường nào, không biết để thi vào trường nào, không biết là mình làm cái gì. Hoang mang, bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời như vậy và rất nguy hiểm. Có lý tưởng, có nhiệt thành, muốn cống hiến, nhưng mà không có những người thầy chân chính, bởi vì xã hội của chúng ta và cái nền giáo dục của chúng ta thiếu vắng rất nhiều những người thầy chân chính như vậy. Hội thánh cố gắng để làm mà bù đắp vào đó cho chúng ta. Và rất nhiều, ngay cả có một người quen với tôi, sau khi học ở một cái trường mấy năm rồi, cuối cùng bây giờ nhận ra cái trường đó là trường lừa bịp. Hay chúng ta thấy báo chí đăng một ông giám đốc sở văn hóa thông tin ở ngoài Phú Thọ đó, có một cái bằng tiến sĩ dỏm, bằng tiến sĩ của Mỹ cấp mà không biết tiếng Anh là cái gì hết. Những người đó là những người mà hướng nghiệp hay hướng dẫn người khác thì nguy hiểm lắm. Người ta trong xã hội chúng ta hôm nay rất nhiều người nhiều khi chỉ vì một cái gì đó lợi ích rất nhỏ bé, tầm thường, và có khi là ti tiện, đáng nhục nhã, mà hy sinh một cái lý tưởng cao đẹp, hy sinh cả một cái gọi là cái sứ mạng mà xã hội đã trao phó cho mình, làm người lãnh đạo xã hội, làm người thầy của những người trẻ, làm những người hướng dẫn, làm những người có trách nhiệm, để rồi cuối cùng chúng ta thấy bi đát cho nhiều cuộc đời, bơ vơ lạc lõng, và có khi rơi vào những con đường tội phạm nguy hiểm. Có rất nhiều những dự án ở Việt Nam của chúng ta, những dự án đó không nhằm những mục tiêu cao cả, là vì dân sinh, là vì lợi ích quốc gia, hay là vì cho đồng bào ấm no hạnh phúc. Nhưng mà những dự án được bày vẽ ra chỉ vì người ta nhắm đến những cái lợi lộc, những cái gì người ta có thể kiếm chác được, và người ta sẵn sàng hy sinh dân tộc, đồng bào của mình, sẵn sàng hy sinh những người nông dân khổ sở để mà giải tỏa một chỗ đất nào đó, làm một cái dự án vớ vẩn nào đó, một cái sân gôn, một cái khu vui chơi nào đó. Biết bao nhiêu những cuộc đời mất định hướng, mất phương hướng, lạc lõng, khổ sở vì thiếu những người thầy như vậy. Chúng ta xin Chúa cho hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta biết tỉnh táo để mà chọn lựa những giá trị cao đẹp, làm chứng cho Chúa giữa cái xã hội đầy rẫy những cái mơ hồ ảo ảnh như thế. Và nhất là thưa các bạn trẻ, chúng ta
tha thiết xin Chúa để cho chúng ta chọn lựa một cái lý tưởng sống, một ơn gọi, một sứ mạng cho thật cao đẹp và dứt khoát. Như Thánh Phaolô nói hôm nay, Chúa ban cho chúng ta cái tự do, nhưng mà cái tự do đó không phải để mà mình chiều theo những đam mê xấu xa, tội lỗi, nhưng mà cái tự do đó để chọn lựa và để mình không bị ràng buộc, không bị kìm hãm, không bị trì kéo bởi những cái thấp lè tè dưới mặt đất nó, để mình tự do, mình vươn lên, mình sống cao đẹp. Sống như thế không chỉ là chúng ta sống được lý tưởng Kitô hữu của mình là môn đệ của Chúa, mà chắc chắn chúng ta sống cả một cái lý tưởng của một đời người bình thường thôi, một đời người bình thường thôi. Và chúng ta sẽ giúp nhau tìm được một cái ý nghĩa thật đẹp cho mỗi cuộc sống của chúng ta. Amen. Chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rác gieo tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa cởi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Chúa sống cho tin mừng Giêsu. Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rác gieo tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy, con tìm Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận Thánh Giá làm đường đi. Liên tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng.